Các bạn ơi, mình thất bại rồi. Ok, hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với video mới nhất của Series 1. Mình đã quay trở lại sau tầm 1 tuần bị F0. Mình đã quay trở lại và Covid không vật chết nổi mình. Rất là cảm ơn những lời hỏi thăm sức khỏe đến từ anh em. Mặc dù nguồn tin là đến từ anh Thịnh. Nói chung là hôm nay ấy, thì một cái video mình thông báo với anh em là rất là đáng tiếc khi mà cửa hàng của mình phải đóng cửa. Nói chung giống như kiểu sập tiệm đấy. Sau chỉ với 3 tháng mới mở thôi. Mình khai trương ở đầu tháng 12. Và đến nay là được tầm 3 tháng. Chưa đến 3 tháng đâu. Thì đã phải đóng cửa rồi. Và nguyên nhân thì là do... Nói chung là cái đường Chùa Bộc này nó sẽ là mở rộng ra anh em ạ. Và nó có một cái dự án cắt ngang vào bên đường bên này, nó sẽ phải dọn đi. Đấy, rất là đáng tiếc là như vậy. Và ngày hôm nay là một cái video thông báo cho anh em. Tối hôm nay thì hai anh em, có mình với lại anh Thịnh. Mình với lại anh Thịnh thì sẽ dọn cửa hàng này để ngày mai bốc lên xe mang về đa sĩ. Mình mới xong Covid nên mình cũng chưa tìm được cái mặt bằng mới. Thành ra là mình sẽ để đồ ở bên đa sĩ và những anh em nào mua sắm thì sẽ sang bên đấy nhá. Tạm thời là như thế. Đội hình của PGX thì nó gần như là nát tươm bởi Covid rồi anh em ạ. Thế thì Hiếu thì cũng bị F0, đang ở quê Lạng Sơn. Còn Hiền thì cũng vậy, F0, cho về quê tĩnh dưỡng vài hôm. Còn mình thì mới khỏi thôi. Đấy, thế thì hôm nay thôi, quay lại chút kỷ niệm anh em dọn cái cửa hàng ấy nhỉ. Mấy nhỉ? Lên nhạc thôi, lên nhạc dọn thôi. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Big flex my smoke. Ok, xin chào các bạn nhá. Hôm nay là một cái video thông báo với anh em là cái PGX cơ sở Chùa Bộc cũng phải đóng cửa. Lý do chính là do giải tỏa mặt bằng anh em nhá. Double text on my phone. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. Ok, thế là xong. Vậy thì là xong. Thì tối nay thì với anh em chỉ đóng gói mũ lại thôi. Còn mai bắt đầu mới vận chuyển cái này về bên Hà Đông, Đa Sĩ. Nói chung là gần như là đây là một cái đêm cuối cùng rồi. Đêm cuối cùng của cửa hàng. Lát nữa thì mình sẽ đóng cái cửa để xem bên ngoài như nào. À thôi, về đây nha. Về đây, về đây, về đây. Nói chung là sẽ để điện cả đêm. Tạm biệt nhé. Đêm cuối cùng. Sẽ lúc ta nói tạm biệt nơi đây. Tiếc nuối ngây thơ một thời. Sau cái clip này thì mình sẽ phân tích cho anh em. Có một bài phân tích cho anh em là mình thuê cửa hàng này như thế nào và lỗ hay lãi, hoặc là thời cơ như nào anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Chùa Bộc đã vắng vẻ. Ngày tháng trôi qua không tìm thêm, qua đi bao nhiêu vui buồn là ai hay. Một thời thơ miên mơ mộng nhiều vui vơ. PKX. Cái này là gì? Cái này là gì? Xế. Xế xe. Hoặc là phân khối xịn. Hai mốt cái là gì? Tuổi 21 à? Thôi quên mẹ cái này. Hai mốt là theo lời anh trai mình thì bảo là năm 2021.
Anh tưởng là 2K1, vì em sinh năm 2K1. Không phải à? Không phải. Bây giờ anh đã sai. Nói chung mình làm được cái cửa hàng này cũng thấy là thấy gì nhỉ? Cũng hết cảm giác rất to to ấy, tại vì trước giờ mình chưa làm một cái cửa hàng nào cả. Cũng được, nhưng mà phải chia tay khá là sớm. Đèn đĩa các thứ ok luôn. Thôi nói chung là nói lời chia tay với cái cửa hàng này. Tuy rằng thời gian nó ngắn thôi nhưng mà mình thấy rất là ưng ý, rất là thấy ok. Tối nay cho sáng nhất Hà Nội luôn. Thôi mình sẽ sắp xếp để tìm thêm một cửa hàng khác để phục vụ anh em một cách tốt hơn. Cũng ở trên địa bàn Hà Nội thôi. Thôi về thôi anh Thịnh ơi. À, hôm nay là một cái video mà mình đã muốn làm từ lâu rồi. Đó là một ngày của thợ quảng cáo nha anh em nhé. Hôm nọ mình lên Tam Đảo thấy gương cầu lồi mà nó dễ tháo quá nên là bế về luôn. Chắc đâu, bất ngờ không?